Hello everyone, welcome to the program Learning English with Miss Nhung. By just learning a new sentence in each video, this program will help you improve your listening and your speaking skills. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Anh của Miss Nhung. Bằng việc chỉ đơn giản học một câu tiếng Anh trong mỗi một video, chương trình này sẽ giúp cho các bạn tăng ngay lập tức khả năng nghe và khả năng nói tiếng Anh của mình. And today, we will learn a new sentence. And this is an idiom in English. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một câu mới. Đây cũng chính là một câu thành ngữ trong tiếng Anh. Everyone, look at this. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Câu này có nghĩa là cho quyết định hoặc là cho phép rằng hoặc đồng ý rằng một việc gì đó sẽ kết thúc. Tức là quyết định việc đó sẽ được kết thúc. Bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ để có thể phân tích được kỹ hơn. Everyone look at this. After 40 years in politics, I think it's time for me to call it a day. Sau 40 năm làm chính trị, thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi dừng lại, tức là để tôi có thể từ chức hoặc là tôi về nghỉ hưu. Everyone look at this and say it after me. After 40 years in politics, I think it's time for me to call the day. Very good. Các bạn nhắc lại một lần nữa cả cụ kết thúc một điều gì đó hoặc là coi như là cái việc đó sẽ được kết thúc, được không ạ? Mình sẽ nói là call it a day again. Call it a day. Ở đây từ call mình đã được học ở trong các video trước rồi. Thế nên từ âm ca mình sẽ bật hơi mạnh lên một chút ạ. Call. Để lưỡi lên âm, đẩy lưỡi lên chân răng hàm trên ạ. Call. Call it a day again. Call it a day. One more time. Call it a day. Đây là thành ngữ chỉ việc mình muốn kết thúc một việc gì đó, mình quyết định là một việc gì đó sẽ được chấm dứt. Và bây giờ các bạn hãy nhìn vào câu ví dụ ạ. Sau 40 năm làm chính trị thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi có thể từ chức hoặc là để tôi có thể dừng lại cái việc mà tôi đã làm trong 40 năm vừa rồi. Everyone say it after me. After 40 years in politics, I think it's time for me to call it a day. Very good. Bây giờ mình sẽ đi vào nói từng từ một nhé. After có nghĩa là sau một cái gì đấy. Ví dụ afternoon là sau buổi trưa, tức là buổi chiều. Afternoon, từ đó thì mình được viết ghép liền từ after và từ noon vào với nhau thành một từ mới. Afternoon tức là sau buổi trưa, chính là thời điểm buổi chiều ạ. Everyone say after. After ở đây có âm F và âm T là các bạn phải chú ý. F để nói âm A này, để F này. F. After âm T hơi bật ra một chút ạ. After. Nếu các bạn còn thấy mình nói chưa được chuẩn lắm thì các bạn có thể học lại phần phát âm chuẩn. Everyone say it. After. Very good. 40. 40 có nghĩa là 40. 40 trong âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Nên các bạn chú ý, mình đẩy mạnh âm tiết thứ nhất và hạ giọng âm tiết thứ hai. 40. Từ này hoàn toàn khác với từ 14. 14 trong âm rơi vào âm tiết thứ hai. Thế mình sẽ không nói là 40 khi mình nói cái từ 14 á, mà mình sẽ nói là 14. Còn 40 thì mình sẽ nói là 40. Và vì 40 là số nhiều nên từ 5 year sẽ được chia dạng số nhiều là years. After 40 years. Again. After 40 years. Các bạn có thể nhìn vào phần phiên âm ở dưới này ạ. Cách đơn giản nhất để học được từ và để có thể nghe và nói được đó là mình học phần phát âm chuẩn. After 40 years in politics, I think
It's time for me to call it a day. Sau 40 năm làm chính trị thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm để mình có thể dừng lại việc làm, tôi có thể có dừng lại. Và bây giờ mình sẽ phân tích tiếp ạ. In politics có nghĩa là sau 40 năm ở trong lĩnh vực chính trị. In politics, ở đây nói chung thì mình sẽ sử dụng ở dạng số nhiều. Politics, very good. After 40 years in politics, sau 40 năm làm chính trị, tôi nghĩ rằng I think ở đây có một âm mình cần chú ý, đó là th không dung ạ. Th không dung là một âm vô cùng quan trọng trong tiếng Anh. Chỉ cần nói được âm này thôi là cách nói tiếng Anh của các bạn đã hoàn toàn khác rồi. Khẩu hình âm này thì rất là đơn giản, các bạn có thể quan sát một chút ạ. Đầu tiên mình hơi mỉm cười một chút này, sau đó mình để lưỡi ra hàm răng và để gió ra. Trong thời lượng của video này thì mình sẽ chưa thể hướng dẫn hết tất cả. Thế nên nếu mà các bạn muốn biết chính xác cách đọc của tất cả các âm ở đây thì mình có thể học lại khóa phát âm chuẩn ạ. I think, very good. Cả nhà mình cùng nói lại một lần nữa là after 40 years in politics, I think, tôi nghĩ rằng ạ, it's time for me to call it a day. Everyone say it. It's time for me to call it a day. Sau 40 năm làm chính trị thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để có thể dừng lại được rồi. Bây giờ mình sẽ phân tích thêm các từ ở phía sau này. Is the is có từ viết tắt của it và is. Thì mình sẽ để âm s gì đây? Is. Tiếp theo ạ, thời gian thì mình sẽ nói là time, bật âm t và để vào phần vần phía sau là time for me to call it a day. Đây là thời gian để cho tôi có thể dừng lại được rồi, hoặc là để cho tôi có thể nghỉ ngơi được rồi. Các bạn nói lại một lần nữa. After 40 years in politics, I think it's time for me to call it a day. Very good. Thêm một lần nữa. After 40 years in politics, I think it's time for me to call it a day. Sau 40 năm làm chính trị thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm để nghỉ ngơi rồi. After 40 years in politics, I think it's time for me to call it a day. Và các bạn hãy đặt thêm một vài câu nữa với cụm call the day, với nghĩa là đồng ý rằng hoặc quyết định rằng là mình sẽ kết thúc một việc gì đó. And now, I call it a day. After doing this video, I think it's time for me to call it a day. And thank you for listening and see you next time.